7 câu 17, 19 xin đọc lại một lần nữa rồi chúng ta cùng suy gẫm phần kế tiếp. Dạ, đọc một sư. Dạ. Khi Ngài vào trong nhà, cách xa đoàn dân rồi, môn đồ hỏi Ngài về lời thí dụ ấy. Ngài phán rằng, vậy chứ các ngươi cũng không có trí khôn sao? Chưa hiểu chẳng có sự gì ở ngoài vào trong người mà làm dơ giấy người được sao? Vả, sự đó không vào lòng người, nhưng vào bụng, rồi bị bỏ ra nơi kín đáo. Như vậy, làm cho mọi đồ ăn được sạch. Cảm ơn Chúa. Mình đã suy gẫm với nhau 4 lần rồi ở trong mấy câu kinh thánh này. Hôm nay mình tiếp tục lần còn lại, cái những phần còn lại. Cái cụm từ thứ 3 ở trong mấy câu này đó là vả sự đó không vào lòng người nhưng vào bụng. Có nghĩa là ăn những đồ ăn á, nó không vào lòng nhưng mà nó vào bụng. Chứ nó không vào lòng. Chỗ này, cái cụm từ này cho chúng ta thấy một cái điểm chung ở tại đây, đó là sự khác biệt ở bên trong và ở bên ngoài. Đồ ăn nó vào bụng, nó khác với những cái gì nó vào lòng, nó khác. Cái bài học đầu tiên chúng ta cùng suy gẫm tại đây đó là làm thế nào để chúng ta phân biệt thật và giả. Mình cần phải phân biệt đâu thật và đâu giả. Chứ còn dựa trên những truyền thống, dựa trên những lời truyền khẩu thì mình không có biết ở đâu là thật và đâu là giả cả. Đến nỗi mà Chúa nói như vậy mà các môn đồ vẫn chưa có được một cái sự khôn ngoan thuộc linh để phân biệt được đâu là thật và đâu là giả, đâu là những gì nó thật sự thuộc linh và đâu là nó là ô uế và trong sạch. Cho nên tại chỗ này cái chữ bụng đó, cái chữ bụng này ở trong tiếng Hy Lạp nó ám chỉ về cái phần vật lý của con người, cái nơi mà gọi là tiêu hóa thức ăn. Còn trong khi đó cái lòng thì sao? Cái lòng là nó tượng trưng cho cái trung tâm hay là cái trung tâm điểm của mọi sinh hoạt thuộc linh, như ngày hôm qua mình đã học. Cái bụng á, là cái nơi, nó gọi là nơi tiêu hóa thức ăn của con người rất là bình thường. Còn cái lòng á, là cái nơi mà mọi sinh hoạt tâm linh nó nằm ở tại đây. Hay là nói đúng hơn là mọi cái nguồn sự sống nó sinh được, nó active ở tại đây, nó hoạt động ở tại đây. Cái bụng và cái lòng, mình phải phân biệt ở đâu là cái bụng và đâu là cái lòng. Cho nó rõ ràng ở tại đây, Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh điều đó. Một mặc dầu đây là một khái niệm nó rất là đơn giản, nó không có gì cần phải nói cả. Bụng là bụng, lòng là lòng. Nhưng mà tại sao đây Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh ở tại chỗ này? Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng những thứ gì vào trong bụng đó, nó không ảnh hưởng đến cái sự trong sạch của tâm linh, của thuộc linh, của con người thuộc linh của mình. Cho lặp lại, Chúa Giêsu nhấn mạnh đến cái chữ bụng này đó, những gì nó đi vào bụng đó, nó không hề ảnh hưởng đến cái sự trong sạch hay dơ bẩn về đời sống tâm linh của chúng ta. Nhưng cái điều này đó, nó phá vỡ đi cái quan niệm của nhiều người thời lúc bấy giờ. Những người thời lúc bấy giờ họ cho rằng cái việc tuân thủ các nghi thức trong cái việc ăn uống đó, nó mới có thể làm cho mình trở nên thánh khiết. Chứ còn không phải những gì mà nó ra, nó không hề quan tâm đến cái chuyện ở trong lòng. Nhưng mà họ chỉ quan tâm đến cái chuyện lời truyền khẩu, đó là phải rửa tay cho nó sạch. Vì vậy mà ở đây giữa cái câu nói này của Chúa, nó làm cho tất cả những cái hệ thống, nguyên một cái system của tôn giáo, nó bị phá vỡ đi.
Vì vậy về sau này cái tension này, cái sự căng thẳng này, nó cái sự xung đột giữa sự dạy dỗ của Chúa và sự dạy dỗ của con người, nó gia tăng lên, nó gia tăng lên và nó gia tăng lên, nó căng thẳng hơn. Đến một lúc mà Chúa nói là những gì rượu không ể trong bầu da cũ và ngược lại. Nếu mà làm như vậy nó hư cả hai. Cho nên mà cái điểm, nó điểm đặc biệt đó là cái gì của con người nó sẽ hư, nhưng mà cái gì của Đức Chúa Trời sẽ nó còn tồn tại đến đời đời. Vì vậy ở tại chỗ này, khi Chúa đưa cái vấn đề này ra, nó phá vỡ đi tất cả những gì nó được hình thành ở trong dân sự của Chúa hàng thế kỷ. Từ thế hệ này qua thế hệ kia đến thế hệ nọ. Bây giờ nó đụng thẳng vào chỗ đó và phá vỡ tất cả những cái quan niệm của nhiều người ở trong dân sự của Chúa, cho rằng việc tuân thủ theo cái nghi thức truyền thống của con người làm cho mình thanh sạch. Bây giờ Chúa muốn cho dân sự của Chúa, cho mọi người nghe và hiểu và biết phân biệt đâu là thật và đâu là giả. Vì vậy ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, trong cái lối sống hiện đại của chúng ta đấy, chúng ta có thể có những cái chế độ ăn uống nó tùy theo sức khỏe của mình. Nhưng tất cả những điều đó nó không cho chúng ta thấy được một cái chỗ rằng là tất cả những điều đó không làm cho chúng ta, tâm linh của chúng ta trong sạch và không làm cho đức tin của chúng ta tăng trưởng. Nhưng những gì ở trong lời của Chúa mới làm cho chúng ta trong sạch và tăng trưởng mà thôi. Vì vậy, chúng ta cần phải nhận định điều đó. Cho nên vấn đề đặt ra là tại sao việc giữ cho thuộc tâm linh của chúng ta, gìn giữ tâm linh của chúng ta nó quan trọng hơn là tuân thủ theo những cái nghi thức ăn uống để cho nó là trong sạch. Tại sao giữ gìn tấm lòng của mình, tâm linh của mình quan trọng hơn cái việc tuân thủ theo những cái nghi thức, những cái nghi lễ chỗ này chỗ kia. Cho nên mình cầu nguyện xin Chúa giúp ơn cho để mình thấy được cái việc mà phân biệt được cái bụng và phân biệt được cái lòng. Để trong cái chỗ phân biệt đó mình biết nuôi cái nào, mình biết làm cái gì để cho mình giữ được cái tấm lòng là nguồn sự sống của chúng ta. Vì vậy nhờ một người nào đọc giùm trong Timôthê thứ nhất đoạn 4 câu 8. Timôthê thứ nhất đoạn 4 câu 8 để chúng ta suy gẫm lời của Chúa ở đây. Làm thế nào, tại sao cái việc giữ gìn tấm lòng của mình nó lại quan trọng hơn là tuân thủ những cái nghi thức việc ăn uống? Xin một vị nào đọc giúp giùm tôi cái câu đó. Timôthê thứ nhất đoạn 4 câu 8 không sư? Dạ. Vì sự tập tành thân thể ích lệ chẳng bao lâu, còn như sự tinh kính là ích cho mọi việc, vì có lời hứa về đời này và về đời sau nữa. Yeah. Yeah, xin một vị nào đọc ở trong cái bản 2010 thì. Yeah. Vì sự luyện tập thân thể chỉ ích lợi đôi phần, còn sự tinh kính ích lợi mọi mặt, vì có lời hứa cho đời này và cả đời sau nữa. Amen. Yeah. Như vậy thì sự tập tành, sự tinh kính nó ích lợi cho mọi mặt, vì sự tinh kính nó có lời hứa cho đời này lẫn đời sau. Yeah. Còn tập tành thân thể thì ích lợi sao? Được mọi việc thôi. Tập tành thân thể
À, Để đối tập phẳng. tành thân thể nó chỉ ích lợi chút đỉnh thôi, đúng là cái chữ Đúng nha. Tập tành thân thể nó ích lợi chẳng bao lâm, có nghĩa rằng là ích lợi chút đỉnh thôi, chẳng nhiều. Tập tành thân thể nếu mà có tốt lắm thì cũng chừng 100 năm ở đất này là cùng. Nhưng mà tập tành sự tinh kính đó làm sao? Nó rồi. Tức là mình xem mọi thứ. ít lợi mọi mặt, bởi vì sự tinh kính nó có lời hứa cho đời này Và đời và nó sau. có lời hứa cho đời đời. À, cho nên thưa quý vị, mình phải phân biệt được đâu là giả và đâu là thật, đâu là ích lợi chẳng bao lâm và đâu là ích lợi đời này và lẫn đời sau. Mình ngày hôm nay mình tập trung cho cái chuyện nào ăn, nào uống, ăn gì, mặc gì, làm cho nó ngon lành. Nhưng mà thật ra cái cần ngon lành đó là tập tành sự tinh kính. Tôi nói thiệt, tôi sống, tôi qua đời này với một cái thân thể tráng kiện, gọi là một người đàn ông cao to 6-7 múi gì đó. À, thân thể gọi là đúng sai đúng cỡ, hấp dẫn, gọi là một người chuẩn nhất ở thế giới này đi nữa. Mà khi qua đời với một con người chuẩn nhất của thế giới này thì nó cũng chẳng có là gì cả. Cái người mà có một cái thân thể chuẩn nhất của đời này nhưng không có một đời sống tập tành, một đời sống tinh kính, thì giàu có chuẩn nhất của đời này nó cũng trở nên rơm rác của địa ngục mà thôi, chỉ dành cho lửa của địa ngục mà thôi, không có gì tốt hơn cả. Nhưng mà thưa quý vị, dầu mình có một cái thân thể không có chuẩn đi nữa thì khi qua đời này thì chúng ta vẫn có lời hứa của đời này mình hưởng và lời hứa của đời sau mình hưởng nữa. Cho nên tập tành sự tinh kính nó ích lợi trong mọi phương diện. Nó lạ lắm, khi mình tập tành sự tinh kính đó, mình biết mình tập tành thân thể làm sao, mình tập tành sự tinh kính đó, mình biết mình giữ gìn thân thể làm sao, mình tập tành sự tinh kính đó, mình biết mình ăn uống làm sao cho nó thích hợp. Khi mình tập tành sự tinh kính đó, mình biết lúc nào mình nghỉ ngơi, mình tập tành sự tinh kính đó, mình biết lúc nào mình làm gì và mình không làm gì, chuyện gì cần làm và chuyện gì không cần làm. Mình có một cái tiêu chuẩn ở trong cái nếp sống hàng ngày của chúng ta mà không cần phải tập trung quá ở trong cái vấn đề tập tành cho thân thể này. Nhiều người mình trau dồi bề ngoài của mình cho thiệt tốt, gọn gàng, sạch sẽ, điều đó đúng, điều đó cần. Chứ không phải điều đó không cần, nó ích lợi đó, nhưng mà nó ích lợi ngắn hạn thôi. À, mình làm cho trang trí lên hay là trang sức lên, làm đẹp cho chính mình, thu hút được người này, thu hút được người kia. À, mình sống với một cái sự tự tin ở giữa đất này, ở giữa đời này. Mình có một kiến thức nào đó, mình có một cái gì đó gọi là vững vàng, chắc chắn, mình sống rất là thoải mái và rất là chắc chắn ở đời này. Nhưng nếu mà chỉ dừng lại đó mà thôi đó, thì mình chưa thật sự phân biệt đâu là thật và đâu là giả. Cái thật nó nằm ở cái đời sống tinh kính của mình kìa. Và đôi khi mình tập tành cái đời sống tinh kính mà mình tập tành ở một cái chỗ sai trật nữa.
Có những người cũng kỉnh kiền trong những cái tôn giáo này, trong những tôn giáo nọ. Nhưng cái sự tin kính đó nó có lời hứa của đời này và đời sau không? Chỉ có sự tin kính ở trong Chúa mới có lời hứa của đời này và đời sau. Amen. Cho nên làm thế nào để mình hướng dẫn chính mình, gia đình mình, con cái mình và hội thánh tập tành sự tin kính ở trong Chúa chứ không phải tập tành về thân thể này cũng như tập tành sự tin kính sai trật ở đâu đó. Vì vậy, có những chỗ nào mình cần phải hiểu đúng và chỗ nào mình cần phải hiểu lại, sửa lại. Thì thưa quý vị, đây là lúc Chúa Giêsu nhấn mạnh cái bụng và cái lòng của mình. Chỗ nào là cái bụng mà chỗ nào là cái lòng. Cái đó là cái mà quý vị và tôi cần phải tập trung vào. Chúng ta sẽ làm gì để đặt trọng tâm vào việc chăm sóc cho đời sống tâm linh của mình? Chúng ta làm gì để chúng ta chăm sóc, đặt cái việc là trọng tâm cho cái việc chăm sóc đời sống tâm linh của mình, tập luyện đời sống tâm linh của mình, rèn tập đời sống tâm linh của mình. Hay là nói đúng hơn là tập thành sự tinh kính. Làm sao mình làm được chuyện đó? Làm sao mình làm cái gì để mình đặt cái đó là trọng tâm? Cho nên mình xem lại trong tất cả mọi sự mình đang làm, mình đang thực hiện và cái routine của cuộc sống mình hiện tại. Cái routine, quý vị giúp tôi dịch ra tiếng Việt. Cái routine, tự nhiên tôi quên cái chữ tiếng Việt. Cái Không lại thông lệ hả? chu Chu kỳ, cái routine của mình, cái cuộc sống của mình, sáng thức dậy, ăn uống, đi làm, trưa ăn rồi đi làm, chiều về đi chợ nấu ăn rồi ăn uống, nói chuyện, coi tivi hay làm gì đó, tập thể dục rồi đi hoạt động ngủ. bình thường. Và cái hoạt động của mình hàng ngày đó, cái routine của mình hàng ngày đó, Sinh hoạt cái sinh hoạt của mình hàng ngày, hay là cái chu thói kỳ sinh quen hoạt hàng của ngày. mình hàng ngày, hay là cái habit, gọi là thói quen của mình, cái đó, tất cả những cái gì, cái routine của mình hàng ngày đó, mình đang có cái thì giờ để mình chăm lo cho cái đời sống tin kính của mình hay không? Thời khóa biển. Thời khóa biểu, dạ cũng đúng, nó dần dạng dạng như vậy đó. Mình hay là mình cứ cuống cuồng vô đó sáng trưa chiều tối, mình chẳng bao giờ mình quan tâm đến cái đời sống tâm linh của mình, hay là cái đời sống tin, cái nếp sống tin kính kính sợ Chúa của mình, mình không quan tâm đến điều đó. Khi mình không có cái nếp sống đó, mình không có phân biệt được, mình không phân biệt được đâu là cái bụng và đâu là cái lòng. Mình đang tập tành cho cái gì, cho cái bụng hay là mình đang tập tành cho cái lòng? Nếu quân bình là đó là luôn luôn lý tưởng, nhưng mà hiếm có người quân bình ở trên đời này lắm. Mình cầu nguyện xin Chúa cho mình có cái quân bình càng tốt, đó là lý tưởng. Mà nếu không lý không không công quân bình được, thì mình cách nào đó mình biết rằng tập thành sự tin kính luôn luôn ích lợi cho đời này lẫn đời sau. Không những cho chính mình, nhưng còn cho gia đình của mình, cho những người chung quanh của mình. Vì vậy hãy phân biệt được, giữ cái lòng của mình. Và đừng đừng có giữ cái bụng, giữ cái bụng bây giờ cái bụng nó bự. Phải phải tập cho cái bụng cho nó nhỏ bớt, phải không? À. Nhưng cầu nguyện xin Chúa cho mình tập cả hai, lòng lẫn lẫn thể chất này, để làm thế nào đó mình có một đời cuộc sống nó healthy, vừa thể chất mà nó vừa thuộc linh của mình nữa. Cầu nguyện xin Chúa cho mình đặt đủ ơn của Chúa để thực hiện công việc này,
Bởi vì nó là một cái tiến trình, chứ nó không phải là một việc làm xong là hết. Cái việc này là cái tiến trình, nó cần phải đối diện hàng ngày. Nên là mỗi một ngày là mới, mỗi một ngày là khác, mỗi một ngày nó có cái gì đó hoàn toàn không giống như ngày hôm qua. Vì vậy xin Chúa cho mình được ơn của Chúa ở trong cái khái niệm này. Sự phân biệt giữa bên trong và giữa bên và bên ngoài đó, cái bụng và cái lòng đó, nhắc nhở chúng ta rằng sự thánh khiết nó đến từ cái lòng của mình. Thật sự nó đến từ lòng của con người. Đó là bài học thứ nhất mà chúng ta suy gẫm ở trong cái cụm từ vả sự đó không vào lòng nhưng vào bụng. Không vào lòng nhưng vào bụng. Cho nên mình phải phân biệt được đâu là thật và đâu là giả. Cái bài học thứ nhì đó là cái cốt lõi của đời sống mình đó là cái tâm linh. Cái cốt lõi là tâm linh. Tâm linh là cái cốt lõi của cuộc sống chúng ta, chứ không phải những gì của thể chất này. Vì cái chữ mà không vào lòng người đó, không vào lòng người đó, nhấn mạnh sự khác biệt giữa những cái yếu tố vật lý và tâm linh. Cái chữ không vào lòng người nhấn mạnh đến một sự khác biệt giữa những cái yếu tố vật lý là thể chất của mình đó, và tâm linh. Chúa Giêsu muốn các môn đồ nhận biết rằng cái yếu tố làm nên giá trị của con người không nằm ở cái bụng, không nằm ở thức ăn, nhưng nó nằm ở cái lòng và sự tin kính nằm dưới sự hướng dẫn của Chúa. Đó là cái giá trị cốt lõi của con người. Cái giá trị cốt lõi con đối với con người, người ta nói là đàn ông bụng bự thì sao? Trang Đàn thì ông sao? đàn ông bụng bự thì sang, mà tôi không biết có sang hay không. Mà đàn bà bụng bự thì sao? Hình như Lịch sử hoa không? đàn ông bụng bự thì sang. Có người họ nói rằng là đàn ông bụng bự thì sang lắm ạ. Mà bây giờ ta thấy bụng bự nó quảng hồn quảng vía, ta bảo ta chạy trước sang cái chỗ mô, tôi không biết. Nhưng mà ở đây Chúa Giêsu nói rằng cái bụng nó không nói lên cái giá trị cốt lõi của con người, nhưng mà cái lòng nó nói lên cái giá trị cốt lõi của con người. Cho nên cái bụng đối với con người, họ nói cái bụng thì sang, bự thì sang. Nhưng mà đối với Chúa đó, cái lòng nó mới là cốt lõi. Cái cốt lõi của đời sống tâm linh của chúng ta, nó không nằm ở thức ăn, nó không nằm ở cái bụng, nó không nằm ở nghi thức bề ngoài, nhưng nó nằm ở trong cái sự tin kính, cái sự đặt mình đầu phục Chúa để Chúa dẫn dắt mình. Đó là cái cốt lõi của đời sống tâm linh của chúng ta. Vì vậy, cái cây trồng mà không được chăm sóc thì từ gốc rễ, chăm sóc từ gốc rễ đó để nó phát triển, thì đời sống tâm linh của chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta trồng một cái cây xuống, chúng ta chăm sóc nó để rồi từ cái gốc rễ đó nó cứ tiếp tục mọc đây và đâm rễ càng sâu hơn. Đời sống tâm linh của chúng ta cũng vậy. Chúng ta cần phải chăm sóc nó để từ tấm lòng của chúng ta nó ra những cái rễ để nó đâm vào, nó đâm vào trong đấng Christ, để từ đó nó lập nền vững vàng, đâm rễ và lập nền vững chắc ở trong đấng Christ mỗi ngày, và từ đó nó mới có những cái bông trái thánh linh, cái bông trái thuộc linh nó được bày tỏ ra. Còn nếu không, chúng ta không chăm sóc nó mà chăm sóc cái bụng không á, thì càng ngày cái bụng nó càng bự. Mà cứ thế mà cứ nói đàn ông bụng bự thì sang, cứ làm cho cái bụng nó bự ra để sang với mọi người.
Không. Nhưng mà tại đây Chúa Giêsu nhấn mạnh một lần nữa là chăm sóc cái lòng của mình, để từ cái lòng của mình nó giống như cái cây để nó đâm rễ vào, nó lập nền một cách chắc chắn ở trong ở trong Đấng Christ, để rồi bông trái nó xanh sợi nảy nở. Cầu nguyện xin Chúa cho mình nhận thấy được điều này ở trong đời sống của mình, để mình thấy cái cây phúc âm đó mỗi ngày nó lớn lên, cái cây tin mừng đó mỗi ngày nó lớn lên và nó xanh bông trái một cách rất là đầy trọn, say trái, sai trái như rằng là lời Chúa đã nói trong dặn đoạn 15. Vì vậy làm thế nào để chúng ta đặt trọng tâm vào sự thanh tẩy tâm linh hơn là thanh tẩy những cái yếu tố bên ngoài? Xin quý vị trở lại đọc dùm trong Matthew đoạn 25, đoạn 23, câu 25, câu 26. Đoạn Matthew đoạn 23, câu 25, câu 26. Xin một người nào giúp đọc dùm phần kinh thánh này, để chúng ta trả lời cho làm thế nào, chúng ta biết làm thế nào để chúng ta đặt trọng tâm vào việc thanh tẩy tấm lòng của mình hơn là những gì ở bề ngoài. Cốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pharisee là kẻ giả hình, vì các ngươi lớp bề ngoài chén và mâm, nhưng ở trong thì đầy rẫy sự ăn cắp, ăn cướp cùng sự quá độ. Phải người Pharisee mùa kia, trước hết hãy lau bề trong chén và mâm, hầu cho bề ngoài cũng được sạch sẽ. Như vậy thì mình làm gì? Làm sao để cái lòng của mình nó được thanh tẩy? Làm sao mình đặt cái trọng tâm của cái lòng mình được thanh tẩy? Bắt đầu rửa ở đâu? Rửa bên trong. Rửa bên trong. Rửa bên trong chén và đĩa thì bề ngoài cũng sẽ được sạch. À, lạ không? Chỉ cần rửa bên trong thôi, bề ngoài cũng được sạch. Rửa bên trong, bây giờ làm sao mình rửa bên trong? Mình biết là rửa bên trong đó, nhưng mà làm sao để mình rửa bên trong đây? Nhờ huyết của Chúa anh cầu nguyện ăn năn những gì mình đã làm sai. Cả đời của Chúa thì mới thanh tẩy rửa sạch bên trong lòng của mình được. Có nghĩa là mình rửa như thế này nè. Ngày hôm qua mình nói cái gì không thật đó, thì ngày hôm nay Chúa Thánh Linh chỉ mình biết nè, thì Ăn năn xin tội. ăn năn nó ra, ăn năn và sưng nó ra, đó là rửa đó. Rửa sạch. Ăn năn và sưng nó ra là rửa đó. Cho nên mình nói rằng Chúa ơi, ngày hôm qua con nói cái câu đó không thật với lại cái người đó, xin Chúa tha tội cho con và ban cho con ơn của Chúa để con nhẹ nhàng mềm mại xin lỗi cái người mà con nói không thật đó. Đó là cách mình rửa đó. Còn nếu mình không Rồi, xin phép cho. Xin phép cho thì thêm chút xíu, cho nó thêm chút xíu. Nước tay dơ thì rửa bằng nước, thì nước dơ thì rửa bằng súng đạn, nhưng mà lòng dơ thì rửa bằng huyết. Cậu mình nên nhanh nhanh chút xíu để cho dễ nhớ. Xin vui chút xíu là một xin. Cảm Cảm ơn ơn chị. Chúa. Mình được ngày hôm chủ nhật tôi cũng có chia sẻ với hội thánh chuyện đơn giản thôi. Bây giờ Chúa Giêsu đã đến tha tội hết cho mình rồi, thì huyết của Chúa tha thứ hết, làm sạch hết mọi tội lỗi của chúng ta rồi. Thì mình cầu nguyện xin Chúa cho mình không có moi tội của nhau ra nữa, là bởi vì Chúa tha thứ hết rồi mà moi chi nữa.
Vì vậy để mình kinh nghiệm được cái sự tha thứ đại trọn này của Chúa đó thì cố gắng nhờ ơn Chúa thấy cái điều gì sai trật ở trong đời sống của mình thì xưng nó ra để tiếp tục mình được thanh tẩy mà mình rửa sạch được tấm lòng của mình. Đừng để nó cư ngụ ở trong đời sống, trong tấm lòng của mình ngày này qua ngày kia. Thì cái điều đó nó làm cho mình trở nên chai lì ở trong đời sống thuộc linh của mình. Mình sẽ không kinh nghiệm được sự tha thứ của Chúa. Vì lý do đó mà đôi khi hết người này chỉ ra, cứ lôi ra, tới người kia lôi ra. Nhưng mà mình cầu nguyện xin Chúa cho mình hợp lặng ở trong dòng huyết của Chúa. Để tại chỗ dòng huyết của Chúa đó, từng lỗi lầm chúng ta được tha thứ ngay lập tức. Bởi vì ai cũng có lỗi lầm. Nhưng khi mình có lỗi lầm, mình ăn năn liền, thì Chúa sẽ tha liền ngay lập tức. Thì mình không cần phải đối diện với nó nữa. Và lương tâm mình cũng được Chúa làm cho sạch. Không còn bị rục, không còn bị cáo cắn rứt. Và bên cạnh đó, khi lương tâm nó đã được trong sạch rồi, thì quý vị biết chuyện gì không? Mình không có sợ hãi cái gì hết trơn á. Mình rất là mạnh mẽ, dạn dĩ, vững vàng. Không sợ người và không sợ chết. Không sợ hoàn cảnh, không sợ nan đề. Không sợ bất cứ điều gì hết. Không kể sợ cả quyền lực. Không sợ những cái bắt bớ, những cái vu cáo. Không hề, không kể sợ những điều đó. Cho nên mình sống trong huyết của Chúa đó là mình sẽ kinh nghiệm sự đắc thắng đó. Không còn, thứ nhất là mình được giải phóng khỏi tội lỗi. Không còn cái gì gọi là quan tâm đến tội lỗi nữa. Nhưng nếu mình có rớt vào chỗ nào đó đi nữa thì phải ăn năn. Tiếp tục ăn năn để làm gì? Khi mình ăn năn, mình xưng nó ra đó, thì Chúa sẽ tiếp tục rửa sạch. Và khi Chúa tiếp tục rửa sạch bởi huyết của Chúa thì mình có một cái lương tâm thanh sạch. Và lương tâm thanh sạch nó không bị cắn rứt bởi những yếu đuối của mình nữa. Thì tự nhiên mình sẽ dạn dĩ mạnh mẽ và Chúa ban cho mình một cái gì đó, một đắc thắng trên cả sự sợ hãi. Đắc thắng trên cả sự chết, đắc thắng trên cả mọi cái hoàn cảnh, mọi cái nan đề của mình. Và mình chỉ có đắc thắng mình đi tới thôi. Cho nên là rửa tâm lòng của mình bằng huyết của Chúa. Bằng cách ăn năn xưng nó ra và tiếp tục sống ở trong dòng huyết đó. Thì chúng ta sẽ thấy mình được tha thứ và mình nhẹ nhàng lắm. Tâm linh của mình thảnh thơi lắm. Mình gọi là ca hát, tôn vinh Chúa thường xuyên, hồn ngợi khen Chúa, cứ hồn ngợi khen Chúa ngày này qua ngày kia. Ấy, tâm linh là cốt lõi của đời sống của chúng ta, chứ không phải cái bụng là cốt lõi. Cái vị mà ăn, thấy đói bụng mà ăn vô cái đi, nó đừ đừ người mình khó chịu. Anh cầu nguyện xin Chúa cho mình trao dồi cái đời sống tin kín của mình, nhận biết được rằng cái đời sống tâm linh của mình là cốt lõi của mình. Và sự thánh khiết nó cần để bắt đầu từ ngay tấm lòng của chúng ta. Sự thánh khiết nó phải bắt đầu từ trong tấm lòng của mình. Mình không cần hiểu thánh khiết là cái gì. Không cần phải tìm thánh khiết là phải chi tiết này, chi tiết kia, không cần thiết. Nhưng mà mình chỉ hiểu được một điều, mình làm cái gì sai. Nên ăn năn. Và càng ăn năn, càng xưng nó ra thì cái lòng của mình tự nhiên Chúa làm cho nó thánh khiết. Chỉ vậy thôi. Trao dồi, tập luyện. Luyện tập con người bề trong của chúng ta, đời sống tâm linh của mình. Cái bài học thứ ba đó là thay đổi từ tấm lòng. Thay đổi từ tấm lòng. Cái chữ lòng được sử dụng ở đây chỉ về tâm linh. Chữ lòng ở đây được chỉ về tâm linh, cái nơi bắt nguồn mọi động cơ và mọi ý định. Cái lòng. Vì vậy, cái việc thay đổi tấm lòng của chúng ta, nó đòi hỏi cái sự biến đổi sâu xa hơn, bao gồm từ cái suy nghĩ của mình,
cảm xúc của mình, hành động của mình. Đây là một lời kêu gọi để mỗi người quay về lại với Chúa để tìm kiếm sự thay đổi từ bên trong, chứ đừng tiếp tục tìm kiếm những gì của bên ngoài, của những gì của gọi là truyền thống, gọi là truyền khẩu, lời truyền khẩu, cách của con người, những nghi thức của tôn giáo. Đừng tìm kiếm những điều đó nữa, nhưng hãy trở về tìm kiếm Chúa để tâm lòng của mình được thay đổi. Đó là điều Chúa muốn nhấn mạnh ở tại đây. Trở về với cách của Chúa, đừng tiếp tục đeo đuổi những cái truyền thống đó nữa. Vì vậy cái việc thay đổi từ bên trong này nó sâu xa hơn nhiều. Nó không chỉ nói một cái việc thay đổi về cái sự chọn lựa của mình mà thôi, nhưng thay đổi luôn cái cách suy nghĩ của mình. Hồi xưa giờ mình suy nghĩ như vậy, bây giờ có lời của Chúa rồi, mình suy nghĩ ngược trở lại, mình suy nghĩ theo cách lời của Chúa hướng dẫn mình suy nghĩ. Hồi xưa cái cảm xúc của mình nó luôn luôn như thế này nè, bây giờ mình có Chúa rồi, bây giờ mình hướng về lại cái đời sống tâm linh của mình, hướng lại cái lòng của mình, thì cái cảm xúc của mình nó sẽ phải thay đổi ở trong cái sự uốn nắn của lời Chúa, và kể cả hành động của chúng ta cũng vậy. À, có thể ngày xưa mình có cái cảm xúc là ai nói một điều gì là đó với mình là mình trả đũa ngay. Mình bày tỏ một cái sự trả đũa ngay. Nhưng mà khi chúng ta có lời của Chúa rồi, mình biết được cái chỗ mà mình cần phải sửa, đó là cái lòng của mình đó, thì mình để lời Chúa tại đây và lời Chúa nhắc, thay vì mình trả đũa thì lời Chúa nói rằng hãy để sự trả đũa đó cho Chúa. Ngài là đấng báo ứng tùy theo. À, mình giao cái việc đó cho Chúa xong, để mình không có một cái cảm xúc hay là một cái hành động để mình báo ứng lại cái điều mà ai đó làm cho mình. Giao trọn cái điều đó cho Chúa. Đó là cái cách mình để lời Chúa làm gì? Để lời Chúa nó thật sự biến đổi đời sống của mình. Còn nếu mình không có lời của Chúa thì không có cho mình một cái chỗ. Vì vậy mà mình cứ người đời họ nói gì, bày tỏ một cái cảm xúc đó là bản năng, nhưng mà kèm chế được cái cảm xúc đó là người có bản lĩnh. Đó là cách người ta dạy. Nhưng mà làm sao để mình làm được điều đó? Mình đụng chuyện là mình phản ứng liền. Cái cảm xúc của mình nó phản ứng liền. Mặc dầu người đời họ dạy rất là nhiều cái được gọi là khôn ngoan đó, khôn ngoan cách của đời, mà không có đủ năng lực để làm. Mặc dầu họ dạy là gì? Bày tỏ một cái cảm xúc của mình ra, đó là bản tính, bản năng của mình, nhưng mà kềm chế lại được nó là bản lĩnh. Nhưng dầu cho bản năng hay bản lĩnh gì đi nữa, nó cũng chẳng ích lợi gì. Nhưng chúng ta cảm ơn Chúa rằng chúng ta có Chúa là đấng giúp chúng ta để thay đổi được cái lòng của mình. Khi cái lòng của mình nó đã được thay đổi thì cái cảm xúc này nó cũng được thay đổi. Và cái động cơ này nó cũng được thay đổi, cái ý định này nó cũng được thay đổi, suy nghĩ này nó cũng được thay đổi. Nó thay đổi luôn kể cả cách suy nghĩ của mình hàng ngày, cái cảm xúc của mình bày tỏ trước những cái việc, thái độ mình trước những việc nọ việc kia, và những cái hành động của mình trước những cái việc mà chúng ta đang đối diện hàng ngày. Và đây là một cái chỗ mà chúng ta cần phải quay trở về lại với Chúa để tâm linh, tấm lòng được biến đổi từ bên trong của mình. Ta cảm ơn Chúa điều đó. Vấn đề đặt ra là tại sao sự thay đổi từ trong tâm linh của chúng ta lại dẫn chúng ta đến một đời sống đẹp lòng Chúa hơn? Tại sao? Tại sao việc thay đổi cái tâm lòng của mình nó dẫn chúng ta đến cái chỗ có một đời sống đẹp lòng Chúa hơn? Tại sao vậy? Xin một vị nào giúp giùm trong Roma đoạn 12, câu 12, rồi mình đọc câu này rồi mình cầu nguyện với nhau. Roma đoạn 12 câu 2. Nếu được đọc luôn câu 1 cũng càng tốt.
Đời lấy sự thương sao? Đừng làm em. Dạ, mời chị đến đọc giùm. Ông nói. Ok. Tôi lấy. Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời, khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Amen. Cảm ơn Chúa. Để mình có thể biến đổi được cái tâm linh này thì cái việc đầu tiên là đừng làm theo đời này. Nhất là dâng thân thể mình cho Chúa và đừng làm theo đời này. Đó là hai cái mà chúng ta cần quyết định. Đời này dạy chúng ta rất là nhiều điều, nhưng mà hầu hết những cái điều đó nó chỉ tập trung bề ngoài mà thôi. Nó không giải quyết được tâm linh của chúng ta. Ví dụ giống như ta nói là bày tỏ một cái cảm xúc của mình ra, đó là bản năng. Nhưng mà cầm giữ nó là bản lĩnh. Một người có bản lĩnh mới cầm giữ được cảm xúc. Đó là cách của con người, người dạy mình. Mà tất cả những điều đó cũng chỉ tập trung về con người xác thịt của mình. Nó không giải quyết được tấm lòng của mình. Quý vị thấy không? Cho nên lời Chúa để cho chúng ta thấy rằng là hãy dâng thân thể mình cho Chúa. Dâng thân thể mình để làm của lễ sống và thánh cho Chúa. Rồi từ đó mới mình không làm theo đời này, nhưng cái đời sống dâng cho Chúa nó được biến đổi, đổi mới. Thì tại chỗ đó mình trở nên một đời sống, mình có một đời sống mà được gọi là của lễ đẹp lòng và trọn vẹn. Của lễ đẹp lòng và trọn vẹn. Nên chúng ta tạ ơn Chúa điều đó. Cho nên chúng ta làm thế nào để chúng ta làm gì để tìm kiếm sự thay đổi từ ở bên trong tâm lòng của chúng ta để chúng ta trở nên giống như Đức Chúa Giêsu Christ mỗi ngày. Chúng ta làm gì để thay đổi? Đừng làm theo đời này là đừng làm cái gì? Đời này dạy chúng ta điều gì? Chúng ta biết cái gì của đời này để đừng làm theo không? Tôi tin rằng chúng ta đều thừa biết được cả những điều đó. Cầu nguyện xin Chúa cho mình dừng lại những cái mà đang rập khuôn theo đời này đó. Thì dừng lại. Để rồi mình tập tành ở trong cái cách mà mình vâng lời Chúa, để lời Chúa nhào nặn cuộc đời của chúng ta, để từ đó mình trở nên những con người đẹp lòng Chúa, những của lễ đẹp lòng Chúa. Đừng tiếp tục như David, sống với Akish, gạt Akish từ ngày này qua ngày kia, năm này qua năm nọ. Đến nỗi mà gạt một cách tinh vi, đến nỗi mà ông Akish ông nói là ta chưa từng thấy một lỗi lầm nào nơi ngươi. Ngươi như là một thiên sứ của Đức Chúa Trời. Như là một thiên sứ của Đức Chúa Trời. Nhưng mà cả một khoảng thời gian gạt ổng một cách rất là tinh vi. Gạt đến tinh vi đến nỗi mà không có một cái mảy may gì cả để một ông vua mà. Ông vua đó nghe, chứ không phải người bình thường đâu. Ông vua đó. Mà ông vua này không phải là ông vua gọi là thường thường đâu. Ông vua này thuộc dạng ông vua gọi là cũng anh hùng hảo hớn đó. Mà cỡ Akish như vậy đó mà còn bị David gạt một cách rất là tinh vi. Đến nỗi mà Akish chỉ biết rằng là David như một thiên sứ của Đức Chúa Trời. Dễ sợ. Để rồi chúng ta thấy rằng ngày hôm nay, nếu chúng ta tiếp tục ở trong cái chỗ mà không thật đó, cái chỗ mà không được thanh tẩy đó, không đẹp lòng Chúa đó,
thì xin Chúa cho chúng ta dừng lại và ăn năn giải quyết nó liền trước khi hậu quả của cái việc một cái nếp sống giả tạo đó nó đến với mình. Và thưa quý vị, David đối diện với một cái hậu quả cho những cái ngày giả tạo đó một cách rất là đau đớn. Đau đớn đến nỗi mà khóc không nổi nữa đó. Khóc mà khóc không nổi nữa. Đến nỗi mà David dường như chuẩn bị ném đá luôn. Cho nên Chúa can thiệp chắc chắn có. Nhưng cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta dừng lại trước khi mọi sự nó đi đến cái trễ, để hầu mình phải đối diện với cái hậu quả không đúng. Vì vậy thay đổi từ trong tâm lòng của chúng ta là cái yếu tố cốt lõi để đời sống chúng ta trở nên thanh sạch trước mặt Đức Chúa Trời. Thay đổi điều đó. Vì vậy chúng ta cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta học được ba bài học ở trong cái phần, cái cụm từ thứ ba này, đó là gì? Quý vị nhớ không? Bài học đầu tiên là gì? Phân biệt đâu là thật và đâu là giả. Bài học thứ nhì là tâm linh là cốt lõi của đời sống của chúng ta. Vì vậy, thay đổi tấm lòng của mình rất quan trọng. Chúng ta cầu nguyện một người nào đó cầu nguyện giùm đã trước bài học ngày hôm nay. Chúng con dâng lời biết ơn Chúa vì lời của Chúa sáng hôm nay một lần nữa nhắc nhở chính mình con và tất cả anh em chúng con là không phải sự dơ giấy từ ngoài vào trong bụng chúng con, mà là sự dơ giấy từ trong chúng con ra ngoài lại. Lạy Chúa, xin Chúa cho chính mình con và tất cả anh em chúng con biết phân định được điều nào thật và điều nào giả. Xin Chúa tha những vi phạm của chúng con mỗi ngày. Chúng con chỉ chú tâm về hình thức bề ngoài. Chúng con rèn tập thân thể mình như thế này như thế kia. Nhưng mà sự rèn tập về thân thể chỉ có ít lời đôi phần. Nhưng sự tập tành về tinh kính thì chúng con được ít lợi về mọi mặt vì có lời hứa kèm theo. Chẳng những cho đời này và đời đời. Xin Chúa ban cho chúng con sự khôn ngoan, sự thông sáng. Chúng con biết bám lấy lẽ thật của Chúa, mà chúng con biết thanh tẩy lòng chúng con mỗi ngày với sự chúng con biết đầu phục lời của Chúa. Chúng con biết vâng lời Chúa và có đời sống tinh kính, đời sống biết ơn, và đặc biệt là đời sống ăn năn. Chúng con biết ăn năn mỗi ngày thì Chúa sẽ thanh tẩy lòng chúng con sạch đi mỗi ngày, và ngày hôm nay sạch hơn ngày hôm qua. Xin Chúa cho chúng con bám lấy chặt lời của Ngài và chúng con có được sống tinh kính ngày càng hơn. Nếu chúng con có lễ thật của Chúa thì sự tiết độ của chúng con sẽ trên mọi cái hoạt động, mọi cái sinh hoạt mỗi ngày của chúng con. Chúng con đẹp từ trong lòng ra thì hình thức ở ngoài về thực thể thì chúng con sẽ cũng đẹp, và hình thức chúng con quan trọng về tôn giáo thì cái đó chỉ là như chúng con rửa bát đĩa, mà chúng con rửa ở ngoài, chúng con không có rửa trong lòng. Ở trong bát đĩa, xin Chúa cho ban cho chúng con lời của Chúa ngày càng sâu nhiệm trong tâm linh mỗi chúng con, để chúng con áp dụng, và Chúa chúng con là quan trọng bề trong. Chúa nhìn thấu bề trong của chúng con, Chúa biết chúng con còn hơn, chúng con biết chính mình chúng con. Cho chúng con vâng lời Ngài, chúng con ăn năn mỗi ngày, và chúng con được Chúa thanh tẩy. Chúng con đầu phục Ngài, đầu phục lời của Chúa. Cảm ơn Chúa đã cho sự giảng dạy của mục sư Lào
mỗi buổi sáng chúng con được ngồi lấy lên lương, chúng con áp dụng trong đời sống của mình. Chúng con đi theo Chúa, chúng con cảm ơn Ngài, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu đấy. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn cô Diệp rất là nhiều. Cảm ơn tất cả quý vị tham dự vào thì học lời Chúa chung với nhau. Chúng ta còn một ít phút để chia sẻ những kinh nghiệm hay là chia sẻ những cái gì đó trong cuộc sống của mình, đặc biệt là những gì cần cầu nguyện. Xin quý vị cứ tự do chia sẻ, và chúng ta hẹn lại việc học Kinh Thánh vào tuần vào ngày mai.